Chiều nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì phiên họp giải trình đơn thư lần thứ nhất năm 2023 của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam và Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Chí Cường. Phiên họp này, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã nghe Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo kết quả thực hiện thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tại phiên họp giải trình đơn thư quý 1 và quý 2 năm 2022, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố giải trình đối với đơn của bà Trương Thị Hạ, trú tại tổ 3A, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, đơn của ông Thái Lự, trú tại tổ 25, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, đơn của bà Huỳnh Thị Mai, trú tại số 213 Nguyễn Công Trứ, quận Sơn Trà, đơn của ông Tán Cúc trú tại thôn Bộ Bản xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang và một số trường hợp tương tự. Đây đều là các đơn thư liên quan đến vấn đề đất đai, kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết thấu đáo. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận sự nỗ lực của Ủy ban nhân dân thành phố và các sở ngành cơ quan liên quan trong giải quyết đơn thư của công dân đã ứng nhu cầu chính đáng, hợp pháp của công dân. Đối với một số trường hợp chưa giải quyết xong, đến nay đã có hướng xử lý, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố quyết liệt, tích cực hơn trong giải quyết dứt điểm những trường hợp tồn động kéo dài. Đây là những trường hợp điển hình cần phải rà soát, kiểm tra lại các trường hợp tương tự để có hướng giải quyết hiệu quả. Đối với một số đơn cụ thể, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm xử lý dứt điểm, tránh trường hợp xem xét đơn quay vòng, kéo dài và không có sự chuyển biến đáng kể.